Công an thị xã Mỹ Hào vừa triệt phá thành công chuyên án làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của các cơ quan nhà nước và các trường học. Đối tượng là Vũ Mạnh Tuấn, sinh năm 1989, quê tỉnh Yên Bái, thường trú tại chung cư Lotus Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. Khám xét chỗ ở, thu giữ 3 phong bì đựng bằng giả chưa kịp bán, một thẻ ATM mang tên Đặng Văn Kiên, 2 phiếu kết quả học tập và 2 điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai số giấy tờ trên được chính tay Tuấn tự làm tại căn chung cư khác Tuấn thuê gần đó. Khám xét tại đây, thu giữ thêm một máy tính, 2 máy in, nhiều con dấu giả và một số vật dụng khác phục vụ cho việc làm giả của Tuấn. Bước đầu đối tượng khai để tránh bị phát hiện đã tự tay một mình thực hiện toàn bộ các công đoạn làm giả, sau đó giao bán trên mạng bằng các tài khoản cá nhân giả. Đến nay, Tuấn đã làm giả và bán hàng trăm loại giấy tờ giả khác nhau. Em làm từ tầm tháng 7 năm 2020, em lấy một cái Facebook ảo, em đăng giao bán ở trên các hội nhóm việc làm khu công nghiệp phố nối và ai nhu cầu thì chuyển khoản cọc trước. Chuyên án được xác lập từ ngày 15 tháng 11 khi công an thị xã Mỹ Hào phát hiện và bắt giữ đối tượng Lý Văn Xuân, sinh năm 1988, quê tỉnh Tuyên Quang, đang có hành vi giao dịch bán cho Lê Đình Trọng, sinh năm 1997 ở phường Bần Yên Nhân, một bằng tốt nghiệp giả, tốt nghiệp trung học phổ thông và một số giấy tờ khác nghi là giả. Xuân khai mua trên mạng, dựa theo lời khai của Xuân, các trinh sát đã thu thập bằng chứng, phát hiện, tiếp cận và bắt được đối tượng Tuấn ở địa chỉ nêu trên. Thì qua cái việc này cảnh báo đến toàn thể quần chúng nhân dân cũng như các cái đơn vị mà sử dụng lao động hết sức lưu ý cho cái việc là tuyển người cũng như là tuyển nữ các cái bằng cấp để đưa vào. Ngoài cái vấn đề công nghệ cao ra, nếu sử dụng các cái thủ đoạn như là giả danh là công an để đi bán đảm bảo cho cái việc là lấy cái uy tín. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra đấu tranh mở rộng.